các bạn thân mến, ngày hôm nay Thắng có quay trở lại Long An để gặp gia đình anh Vũ, chị Hằng, cô gái mà sinh ba. Cách đây 2 tháng Thắng cũng đã chia sẻ một số hình ảnh của gia đình anh chị. Thì hôm nay cũng có một chút việc, Thắng đi ngang qua đây thì Thắng muốn ghé thăm xem là hoàn cảnh gia đình của anh chị hôm nay sinh sống ra làm sao. Các con đã lớn chưa? Có một cái điều rất là đáng buồn khi Thắng chia sẻ về gia đình của anh Vũ, chị Hằng đó. Thì trong 3 bé, một bé đã ra đi mãi mãi. Và nguyên nhân thì Thắng nói ra thì ai cũng cảm thấy là rất là tiếc. Một cái nguyên nhân mà không ai mong muốn cả, mọi người ạ. Thì thôi, Thắng xin mời mọi người vô trong cùng Thắng nhé, để gặp lại gia đình của anh chị, để xem là các con hôm nay như thế nào. Chắc hẳn là mọi người cũng nhận ra đây là cái căn nhà mà Thắng cũng rất là vui khi mà được các mạnh thường quân ủng hộ ấy, cũng như là nhờ Thắng xây dựng cho gia đình của anh Vũ, chị Hằng cái căn nhà này. Chúng ta cùng vào nhà để thăm các bé cũng như là anh Vũ, chị Hằng nhé mọi người. Cũng lâu lắm rồi Thắng mới quay lại đây ấy, mọi người ạ. Mọi người thấy có khác gì không? Căn nhà này thì cũng xây dựng được một thời gian rồi. Tuy nhiên thì Thắng thấy rằng là khi mà mình sử dụng cái màu trắng ấy thì căn nhà nó sẽ sáng sủa hơn. Đấy, em chào chị nhá. Hello, hello hai con. Hả? Ở anh Vũ có nhà không chị? Dạ không, anh Vũ đi làm. Đi đâu? Cho em gắn mic cái. Anh Vũ chở tranh. Chở tranh hả? Dạ. Này nhớ chú không? Ai lạ lắm, không có ai ẩm được hết trơn á, chỉ có ba. Mọi người ơi, vô coi bé Út này. Bé Út. Con bữa nay cũng lớn hơn xíu rồi. Giờ hai đứa bé giờ nó khó quá. Không có ai giữ, không có chơi mình được. Vậy hả? Như năm là biết đi chưa? Dạ. Năm là biết đi chưa? Dạ, để xe đi thì đi được. Vậy hả? Cứ biết ngồi được rồi. Cứ ấm miết vậy nè. Càng lớn càng giống ông Vũ. Thấy là con. Cứ ấm hai đứa, hai phiên ấm miết vậy đó. Nhớ chú không? Nhận ra chú là ai không? Ấy thì mọi người ơi, hôm nay Thắng cũng quay lại thăm gia đình của anh Vũ, chị Hằng đấy. Nhưng mà hôm nay quay lại thì thấy các con cũng khỏe mạnh này. Bé, đặc biệt là bé Út ấy, thấy cũng mập mạp hơn. Đỡ hơn trước rồi. Bé tăng được mấy ký hả chị? Dạ, nay được 5,2 kg rồi. 5,2 kg. Tháng lên được mấy trăm gram. Ừ. Tại vì bác sĩ nói là bé lên ký là mừng lắm. Mừng rồi. Đấy, bé mà mập ra là dạ. Mình có cảm giác là giống giống bé năm này hơn này. Dạ. Bé năm nay tuột ký. Không có ảnh. Sao này có phải đi viện gì không? Dạ, lâu lâu cũng lên tái khám vậy đó. Tại mình cứ đi sợ, mình theo dõi vậy đó. Vâng. Tại vì bác sĩ nói là cái nội soi đó là chừng nào nó sốt mới nào soi được. Tại bé Tư, hổm bé Tư mất là em ký giấy về nên bé lên. Vâng. Xong cái em lên nhập viện lại thì chị ngồi lên đi chị. Bên này. Sao con khóc thế? Con. Sợ người lạ. Giờ không ai giữ được hết trơn. Vậy là anh Vũ là đi chở tranh rồi. Dạ. Anh Vũ này làm xuyên suốt con làm ngày đêm vậy đó, làm sáng tới chiều. Bữa nay khó tính hơn trước rồi. Bữa nay con khó tính hơn trước rồi. Chào con nhá. Đâu chị cả bé em nào. Chị cả thử bé em đi xem nào. Trời ơi, khóc quá. Rồi bữa nay chị còn bán hàng online không? Dạ còn, em vẫn bán gì đó. Dạ. Sáng em hủ gỡ nó hủ rồi em chạy lấy hàng cho hai cái cân. Hả? Cho chú nước hả? Rồi cảm ơn nha. Rồi bé ấy đâu, bé hai đâu, bé ba đâu? Bé ba đang xấu một chốt rồi không biết ra. Tên là gì quên mất tiêu rồi ta? Bảo Nhi. Bảo Nhi ơi. Bảo Nhi. Nhi ơi. Lần đây chú xem nào. Ý, là từ rồi đó.
Wow. Út là được rồi. Tự nghiệp hả? là tự chơi. Chơi nhiều hơn. Trời ơi, nhìn bé cũng mập hơn trước một chút mọi người, nhưng mà vẫn còn nhỏ lắm. Nhìn con vẫn tội. Bữa nay mắt cũng đỡ hơn rồi ha. Dạ, đó không? Bữa nay là mắt không còn lồi như trước nữa. Mập lên là nhìn giống chị Tư với chị Năm. Còn bữa ốm mà không nhìn nó không có giống được. Đây là mua bồn để chứa nước hả chị? Bồn chứa nước con mốt kêu chị nào gom gom lại tiền bán đồ cái gom gom lại kêu thợ qua làm. Thôi nữa cũng gần nữa anh. Với em được rồi hả? Nãy anh đánh rồi. Sao thế? Cho chú trò chuyện với mẹ chút rồi. Đây thấy em này ngoan rồi. Học sao rồi nè? Dạ. Dạo này học sao rồi? Không biết. Không biết. Là bây giờ hiện tại là vẫn đang nghỉ hè hay là sao? Đang nghỉ hè. Rồi bữa nay có đạp xe đi đi học nữa không? Không. Sao thế? Không biết. Cẩn thận không té em ấy. Đây, con đứng vào bên trong rồi này. Cẩn thận không té em ấy. Đấy, con gái út ngoan quá trời, nó khóc đâu. Rồi chị Năm khóc quá trời ha. Khóc đâu? Đứa nào kia? Đây chú xe nào? Con có phải Bảo Nhi không? Hả? Có biết chú là ai không? Chú Thắng. Chú gì? Chú Thắng. Chú Thắng hả? Lộn rồi sao? Chú đâu phải chú Thắng đâu? Hả? Chú đâu phải chú Thắng đâu? Chú tên là Chiến mà. Hả? Hả? Bảo Nhi là con gái thứ hai của anh Vũ chị Hằng mọi người ạ. Bé cũng dễ thương lắm. Thôi bế em vào đi không nắng con. Thì hôm nay Thắng cũng tiện công việc đi ngang đây á, Thắng ghé thăm gia đình của anh chị một chút. Để xem là mấy con như thế nào, đợt này lớn chưa ha. Nhưng mà xuống đây bé Năm khóc quá. Bé Năm cũng nhõng nhẽo lắm, Năm sợ. Từ khi bé Tư mất tới giờ bé Năm khó. Thế hả? Không ai ẵm được hết trơn, chỉ có bà Út kế bên là ẵm được. Còn ai dụng vô là khóc. Chỉ có nhà bà Út, là bà Út với bé Duyên á. Ẵm được thôi hai người thôi. Còn không ai đụng được. Bà ngoại cũng không đụng được mà không được hết. Ôi. Ôi. Nó cười nè. Cười nè. Chú. Đâu, cười lại chú xem nào. Cười lại chú Thắng xem nào. Cười. Cười đi. Ôi bà kia bà khóc quá. Thì cuộc sống của gia đình mình bữa giờ như nào rồi chị Hằng? Dạ, sống thì cũng tạm ổn hơn chứ. Nhờ có anh John với chị Cát Tường với nhóm thiện nguyện hướng về quê hương với mạnh thường quân trong nước và ngoài nước với lại bà con lối xóm ai cũng thương. Dạ. Cũng đỡ hơn, em buôn bán cũng được hơn. Anh Vũ chở chanh như lúc trước vậy đó, nhưng mà anh kiếm thêm việc làm buổi sáng nữa. Lúc trước làm buổi sáng chanh là có khoảng từ trưa trưa mới chở. Giờ anh kiếm thêm việc buổi sáng làm thêm. Còn bữa nào như em đơn hàng em có một tuần em gom lại em giao hàng hai ngày ba ngày thôi á. Cái những ngày nào đơn nhiều quá thì anh giao phụ. Vâng. Rồi mẹ út thì em thấy rằng là bữa nay bé cũng đỡ hơn á. Dạ. Thì có dạo này có hay phải đi khám hay chữa trị gì không ạ? Dạ, bé đi tái khám. Nhưng em vẫn cho bé đi tái khám đều đều vậy đó, tại vì bé yếu, sợ còn yếu á. Vâng. Mình cứ lên tái khám rồi có nếu mà có trường hợp gì mình khám chữa liền. Thế con có ăn uống được không chị? Dạ, bác sĩ chưa cho ăn bột nhiều. Vẫn chưa cho hả?
em vẫn cho bé Năm ăn rồi em đút thêm dặm dặm thêm vậy. Vâng. Bé này phái ăn lắm. Thấy ăn là mừng lắm mà không dám cho ăn, tại vì bác sĩ nói là bé này thể trạng nó là sanh ra tới giờ là đường ruột yếu mỏng lắm, nếu mà ăn cho ăn nhiều quá là với sữa nữa là sẽ gây ra tình trạng giãn ruột, đứt ruột. Dạ. Nên không dám cho ăn nhiều. Tại vì cũng có nhiều cô chú anh chị nói rằng Thắng quay trở lại đây để ghi hình ba bé một xíu. Dạ. Cho mọi người xem. Mà thì hôm chú Thắng xuống bất ngờ luôn mà. Thì hôm nay Thắng cũng vào đây để ghi hình một chút để gửi tới cho quý vị. Dạ. Cũng có nhiều người họ cũng còn buồn và cũng là thấy thương cho bé Tư á chị Hằng. Dạ. Buồn lắm chứ anh. Người ngoài mấy cô chú bác đồ buồn một chứ tụi vợ chồng tụi em buồn tới 10. Nằm đêm chứ nhớ nó khóc hoài. Dạ. Đêm nào trời mưa là bé Tư hồi nhỏ hồi còn sống á, nó sợ trời mưa lắm. Hỡi trời mưa xuống ban đêm là nó khóc. Dạ. Bởi vì đêm mà trời mưa là hai chồng em không có ngủ được, cứ nằm nhớ nó. À. Chắc cái duyên nó tới đó. Tại chắc em nghĩ là nó tính lên thấy em, thấy hai đứa em khổ rồi vậy, nó lên theo đừng cho cô gì chú bác thương lo cho em, nó xong rồi được yên ổn rồi nó bớ khỏe rồi nó đi. Dạ. Chứ đâu có nghĩ là gì được. Em còn điện thoại nói chuyện giỡn với nó mà không ngờ sáng không đi bỏ em. À, bây giờ nhắc lại cái câu chuyện này rồi sự việc cũng xảy ra hơn hơn một tháng, hai tháng rồi chị nhỉ? Hai tháng mấy rồi. Vâng. Tại vì em cứ nghĩ là bác sĩ cứ lúc nào bác sĩ cũng nói là bé Út rất là yếu. Bé Út sẽ không sống với mẹ với ba lâu nha. Nên em nói là em là người mẹ em cứ ráng theo bé Út. Vâng. Lúc mà nuôi bé Út trên Nhi Đồng, trên bệnh viện Nhi Đồng 1 em xỉu chứ luôn. Bác sĩ đâu kêu đổi người hoài luôn mà em dám đổi. Em đã sức khỏe em, bác sĩ nói là sức khỏe em yếu mà em thức ngày thức đêm nữa. Cái tháng lên Nhi Đồng 1 nuôi là một tháng, tháng mấy luôn. Là em đâu có dám. Em nói giờ con về thì được, mà con lại trên đây mà nó mất một cái là con hối hận không được kịp. Vâng. Ví dụ em đã nuôi nó em ráng. Em đó, bé Út đi bệnh viện chưa bao giờ em bỏ ngày nào. Tại vì bé Tư và bé Năm thì mọi người cũng biết rằng là hai con rất là khỏe, không có chuyện gì hết. Cho nên là anh Vũ ở nhà trông coi, còn chị Hằng là dành toàn tâm toàn sức cho bé Út này. Thì chị cũng có chia sẻ với Thắng ấy là cố gắng hết sức ở với bên con để mai mốt không có lỡ có chuyện gì ấy, chị không phải hối hận đấy. Nhưng mà cũng có một điều rất là vui thì bây giờ bé Út cũng đã khỏe mạnh và vẫn đang trên vòng tay của chị Hằng đây. Nhưng mà cái điều mà không ai mong muốn và ai cũng bất ngờ đó là bé Tư con đã đột ngột qua đời. Và một cái lý do mà mình nói ra thì ai cũng không thể hiểu nổi nữa. Tính đến thời điểm hiện tại thì anh chị có còn buồn nhiều không ạ? Buồn chứ anh. Dạ. Tại vì nghĩ sanh ra cái mình không, em cứ đi bệnh viện tối nhà đi bệnh viện nuôi bé Út không, đâu có ở nhà nuôi nó bé Tư nhiều đâu. Dạ. Tự nhiên mất buồn. Tối em còn kêu còn giỡn với em nữa. Em gặp nó thường là gặp qua điện thoại không chứ đâu có gặp ở ngoài ấy được. Em đâu có nuôi nó thường đâu. Tại vì ba ở nhà ba nuôi không à. Dạ. Em cứ tới ngày em nuôi Út. Tại vì cứ nghĩ là theo bác sĩ nói là Út nó yếu lắm, nó không có sống lâu, mình cứ nó bệnh này bệnh kia. Vâng. Nó lặt vặt lề nhề hoài luôn, mình cũng sợ. Mình nói thôi mình ráng theo Út đi. Có gì mốt mà Út mà nó tới đó thì thôi, mình về mình thương hai bé Tư bé Năm bù lại. Yeah. Tại vì bé Tư bé Năm cũng thiếu tình thương mẹ, lúc đó là em nghĩ là vậy đó, nên em cứ theo bé Út em lo. Dạ đúng rồi. Tại vì anh từ khi mà chị sinh ra là chị phải nằm viện rồi cũng như là chăm sóc bé Út. Thắng cứ nghĩ coi bé Út thì thức bệnh này hết bệnh này tới bệnh kia, giờ trong người mười mấy thứ bệnh. Vâng. Nên mình mấy em mới thứ bệnh chứ mình cứ nghĩ là thôi ráng mình ráng đeo cho con. Ví dụ mà nó suôn sẻ thì nó hết nhé. Cất cho mẹ đi. Nó hạp thuốc, chứ thuốc thì trời thương ngày hạp thuốc thì hết. Còn không hạp thì thôi, mình cũng như làm tròn bổn phận rồi.
mình không có bỏ con mình. Dạ. Thì cũng hy vọng là mẹ út sẽ khỏe mạnh, sống với gia đình cũng như là các chị. Thấy bé như thế này là cũng vui lắm rồi. Dạ, mừng lắm rồi. Dạ. Bác sĩ ai cũng khen hết trơn. Con là mập mạp hơn rồi. Và bây giờ là con biết lật rồi mọi người ạ. Thấy tội ghê luôn. Bao nhiêu bệnh tật là dồn hết vô con rồi. Em thấy anh Vũ trước cũng kiểu như gọi là tự trách bản thân đấy. Anh buồn lắm, nhiều ở chòm xóm này người ta không biết cái người ta kiểu mà không biết cái la ảnh, nhưng mà anh nói là anh dỗ rồi anh đi ra rồi xong từ trong phòng bước ra có mấy bước là tới cái sào đồ rồi, mà tại sao nó kiểu mà nó ọc mà không có nghe tiếng á. Vâng. Như con người ta ủa là ọc ra là nghe cái tiếng ủa ra rồi nghe tiếng dữ lắm, mà bé Tư là nằm đó ủa nó chào ra luôn rồi nó không có tiếng. Yeah. Phải nghe tiếng là anh giục rồi anh quay vô rồi, tại anh có dỗ rồi, dỗ đàm xuống rồi anh mới bỏ anh đi ra mà anh lấy đồ thôi. Vâng. Tại vì mấy bé này là nếu mà ướt người nó ướt cũng không được, tại vì người ướt là cũng dễ bị phổi lắm, tại mấy đứa sinh non là vậy đó. Yeah. Nhưng anh mà tức anh nói là phải chi mà nó ủa lên ảnh không vô hay gì ha, anh đi xuống tới nhà sau nó không mấy bước có hai có bốn năm bước chân mà anh không có nghe. Dạ. Rồi khi mà nghe thấy cái tin đó ấy, chị có oán trách gì anh Vũ không? Có, lúc đầu em cũng chấp, em nghĩ là anh lo dịch đó, anh bỏ con, nhưng mà anh nói là anh bữa đó anh không có lo dịch, tại vì anh thấy anh mệt trong người, anh đi lên thăm em và anh mệt trong người, tại vì bữa đó anh có lên thăm Út. À. Buổi sáng anh lên thăm Út là anh lên thăm chắc ẩm Út được 15 phút á. Rồi anh về. Vâng. Anh về anh giữ mấy nhỏ, anh nói là thôi mấy nhỏ dịch nữa anh về. Em cứ nghĩ là anh nói là hôm nay dịch tới cứ kêu ban đêm á anh ra dịch. Anh cũng có chết, anh nói là anh bỏ lo dịch anh bỏ em, nhưng mà thật ra tội nghiệp lắm. Ông lo riết mà, ông lo mấy đứa nhỏ này nè, sáng lo thợ làm nhà, sáng lo này kia tùm lum, bé ba đi học đồ nữa, nhiều thứ lắm. Dạ. Yeah. Như nhiều, mình kiểu mà em về á, chết xong em cũng thương, tội nghiệp ông cũng thương lắm. Kiểu mà mình tức quá, kiểu mà sao tự nhiên mình thấy nó khỏe, tối nó khỏe với mình, mà sao tại sao sáng nó mất á, kiểu mình em tức thôi. Vâng. Em mới chết thôi chứ. Em cái cửa miệng mình mà anh đang cũng biết như ví dụ mà mất mà mình không hay mà không biết á, cái mình tức lắm. Dạ đúng rồi. Em mới nói vậy thôi chứ tội nghiệp bóng á. Tại vì cũng mất bé mất mà với một cái lý do nó nghe nó cũng nó hết sức nghe vô à, duyên luôn, vô lý luôn. Vâng. Nhưng mà chắc là cũng có thể công việc nó nhiều quá, ví dụ như là lo nhà cửa này. Dạ. Thợ thầy, rồi thứ hai nữa là anh nói bữa đó hai bé này còn hai bé lớn nữa nên khá là mệt. Dạ. Mà bữa đó ảnh khiến sao anh không có ngủ, ảnh cứ canh hai đứa nó hoài vậy đó, rồi anh lo hoài đó chứ anh không có ngủ. Vâng. Anh nói tại vì nhiều lúc ban ngày có thợ Hùng với má hai đồ qua với gì em đồ phụ á, thì anh có chậm nhiều lúc lo anh chập mắt nửa tiếng vậy đó, chứ ban đêm mà ít khi nào anh ngủ lắm. À. Tại vì mấy bé này nè, rồi dịch nữa, dịch nó kêu á, nhiều lúc người ta ở đây nhiều người có khi người ta rắn mắt á, người ta vô á, nó dịch nó kêu á, anh phải chạy ra chạy vô anh canh. Yeah. Bây giờ hai bé này lớn rồi nè, cũng anh cũng ít ngủ nữa. Ban đêm thì dễ, nhưng mà có cái là tâm lý, hai chồng em có cái tâm lý sợ rồi. Dạ. Cứ người này ngủ cái thay phiên người kia. Như em ngủ đầu hôm là anh ngủ giữa cuối hôm vậy đó. Gần sáng anh mới ngủ vậy đó. Cứ hai chồng canh miết vậy đó. Không dám ngủ đâu. Ngày lớn là bữa nay về ở với mẹ đó rồi. Ừ. Tại vì thấy mẹ với ba cực quá, chăm em không có sể á. Vâng. Cái sáng ba khuya có khi ba không giờ ba đi làm mà cái dậy phụ mẹ. Dạ. Chứ trước là ở với bà ngoại. Dạ. Tại vì
trước ở bà ngoại, giờ về ông mẹ thấy mẹ cực quá. Tại ngoại thấy khổ quá, ngoại nuôi phụ. Dạ. Mẹ nói thôi để nuôi phụ cho đứa. Vâng. Ngoại nuôi nhỏ lớn giờ. Tại xưa em cũng đâu có tiền đâu, hồi đó hai chồng cưới về cái ở bên nhà mẹ, cái từ từ cái cậu bán đó bán trên đất rồi trả từ từ á, cái mới mua ở bên đây. Ở gần đây thì về ở với mẹ cũng được, rồi trông mẹ trông em phụ mẹ. Thằng nghiệp lắm, cho trông em như trông em. Em này khóc cái ẩm tới em kia khóc vậy đó, dỗ miết vậy đó. Vâng. Đây cho mọi người xem con gái út một xíu này. Đó. Mắt của con bữa nay là cũng đỡ hơn rồi, không còn trước như trước nữa. Mà bác sĩ nói là 1 tuổi khám lại. À. Nếu mà mắt bé cứ bị sập vậy luôn thì mình làm cái như cái tiểu phẫu nhỏ. À. Mình kéo lên. Nhưng mà nay ổn hơn, thấy à. Mắt này nó ấy lên. Đi khám lần nào bác sĩ cũng nói có tiến triển tốt. Chắc chị Tư rước bệnh đi giùm mình. Hy vọng là thời gian nữa chú quay lại thấy lớn rồi ha. Lớn như chị này, năm bây giờ ấy. Cười đi, cười. Thế Tư mất như thế đấy. Thì... chị nằm ngủ có bao giờ mà mình cảm thấy là bé về không? Em chưa thấy bé, nhưng mà em có nghe tiếng kiểu như mà không phải là kêu em bằng mẹ, nhưng mà kêu em gì gán lo cho hai em nha, gán lo cho hai em nha, cứ em nằm em thấy nghe hoài vậy đó. Em nói gán để tôi với ông Vũ ráng, mà tại vì em không có biết đó là ai. Nhiều lúc mình con mình thí dụ nhiều lúc nó về ở trên rồi mình không biết phải con mình không, ai không biết. Nói để tôi với ông Vũ ráng lo cho, không có bỏ đâu, thương lắm. Dạ. Rồi nếu mà là Hảo Nghi á thì ráng khỏe nha con, về bên kia sống tốt nha con. Nhiều lúc em nằm em nghe tiếng xong rồi em chả, còn cha nói nó vậy, nói vậy đó. Wow. Anh Vũ nhiều lúc em nằm em nói cái anh Vũ nói em ngủ mớ hay em nói đâu có đâu, em nghe tiếng ai nói á. Em mới trả lời. Dạ. Hôm qua em có xuống thăm. À. Thăm, tại vì có gửi hình bé Tư với chùa, cái em có xuống thăm bé. Cứ em xuống thăm hoài à. Vâng. Tại vì trên mộ là người ta nói là lên không được, ai cũng nói lên không được á. Tại vâng. Vì em là mẹ, sợ bé Tư về thăm hai bé này luyến tiếc không đi được á. À. Nên em không dám lên, chạy ngang chứ không dám dòm. Chứ em xuống chùa em thăm ai từ anh Vũ anh đi làm miết á, đâu có đi chùa thường đâu. Vâng. Giờ cứ lâu lâu cái chạy xuống thăm bé. Anh nói giờ anh cứ vùi đầu vô công việc cũng làm đừng quên. Để cho quên đi. Với lại giờ lo giờ nếu bé Tư cũng dù sao cũng vắng số rồi. Giờ cũng phải làm phải lo cho mấy bé này nữa. Vâng. Như bé Út này mà giờ có chuyện gì nữa tụi em cũng phải chạy đồ ra có tiền mà lo chứ giờ mà tụi em giờ cứ ở nhà suy nghĩ hoài cũng khổ mệt lắm. Vâng. Cứ nằm mà nhớ đêm, ban đêm ngủ mưa trời mưa là nhớ liền. Bé chị Ba ơi, chị bé Nhi khóc mấy đêm nay khóc dữ lắm. Nói con nằm thấy em Tư về kêu con xuống thăm. Xuống thăm em Tư. Tự ở trên mộ trên đây nè, mà tự hồi đó giờ chưa đi lên, chưa đi mình mà qua dám hai chị em dám đi lên chợ thăm. Ờ, hai chị em lên luôn. Dạ, gặp bà ngoại giữa đường ngoại bắt về, tại vì sợ thì lớn nói là trong nhà ở ngoài thí dụ bà ngoại rồi lên thăm rồi được. Ừ. Còn ba mẹ với mấy chị rồi mới mất đây lên thăm mà nó liếm tiếc nó không đi được. À, rồi em hiểu. Nên phải không cho đi. Vậy là bây giờ mà anh chị mà muốn thăm thế là phải lên chùa hả? Dạ. À. Thì đôi khi như chị mới nói rằng là... Không làm cái mồ á, cái tại vì á, bé nhỏ không làm mã được, nhưng em có làm cái núm nhỏ lên với cái tên bé á. À. Cái em có chạy lên một lần, em lên em chạy ngang em dòm.
Tại vì mình giao cho thợ cũng chú Tám rồi làm nhà nè, chú Tám giúp, chú Tám làm cho. Vâng. Rồi giờ mình chạy lên mình coi coi làm sao. Dạ, cứ mỗi lần trời mưa là chị lại nhớ bé. Dạ, mỗi lần trời mưa là nhớ. Dạ. Chiều mà bắt đầu mưa là bắt đầu mắt em rớt. Vâng. Tội lắm. Tại vì bé Tư á, ban ngày á, mưa, cỡ nào mưa cũng ngủ được hết trơn á. Mà ban đêm bắt đầu mưa là nó khóc. Mà dạ. Phải ẩm chứ không à. Bây giờ là chị cứ nhớ lại cái khoảnh khắc ngày xưa. Vẫn chưa quên được con. Hình bé Tư giờ á, nhiều người ta kêu, mấy chị kêu á, ổng mới ra làm vô cái như album mình để làm kỷ niệm á, đừng để cho ngày hội nữa, nhớ giờ hoài không có tốt. Wow. Nhưng mà em nhớ lắm, thấy tội lắm, nhiều lúc nó cười, nó vui vẻ với mình, giỡn. Thương em lắm, không đi nhà quýnh em, chị Năm quýnh em. Yeah. Chị Năm còn lấy đồ chơi chọi, chứ bé Tư đó giờ là em thương Út lắm. Mong sao là chị Tư đi rồi chị sẽ gọi là phù hộ cho các em. Dạ. Đặc biệt là bé Út đây, con sẽ khỏe mạnh. Cố lên nhá, phải ăn uống vào nhá con nhá. Vâng. Nhân đây em xin cảm, bà hổng bé mất em cũng buồn nên em không ấy. Nhân đây em xin cảm ơn anh John, chị Cá Tường với nhóm thiện nguyện hướng về quê hương và những cô dì chú bác mạnh thường quân trong nước và ngoài nước ở chòm xóm láng giềng đó, tôi thương mẹ con em và trong nhà nội ngoại hai bên đã lo cho gia đình em tới thời điểm hiện tại bây giờ. Gia đình em đã ổn hơn lúc trước, không còn khó khăn nhiều nữa. Yeah. Em cũng đã trả nợ được bớt, cho nợ lo cho bé Út cũng được bớt. Em cảm ơn rất nhiều, em cảm ơn anh Thắng. Dạ, rồi thì em cũng chúc một lần nữa thì chúc, chắc là chúc cũng nhiều rồi, nhưng mà ngày hôm nay thì vẫn chúc chị với anh Vũ sẽ khỏe mạnh để chăm sóc các con ha, cũng như là chúc các bé sẽ mau ăn chóng lớn và mọi điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình của anh chị nhé. Rồi Thắng xin chào và hẹn gặp lại mọi người.